chạy qua cái chung cư bên kia nhá các bác. Rất là lớn đấy. Và nó nằm ở khu vực hình như là Bình Chánh hay Bình Tân gì đấy. Tôi không biết rõ. Nhưng mà bây giờ cứ chạy qua bên đấy xem nhá. Phía bên trái là Bình Tân đây này. Còn phía bên phải chắc là thuộc Bình Chánh rồi đấy. Không biết đường vào cái chỗ nào. Rất là rẻ vào cái đường Tân Đại Nghĩa này các bác ạ. Cái đường này tôi đi một lần rồi, chán luôn. Đường xá xấu lắm. Này vào đây này. Khu này là siêu container với siêu xe tải nhá. Vì quanh khu này là chỉ có là khu công nghiệp thôi. Khu công nghiệp nhiều khủng khiếp. Đây đi vào đường này này. Thì cái khu này chắc là thuộc Bình Chánh rồi. Cái chung cư lúc này thuộc Bình Chánh rồi. Bây giờ tìm đường vào cái chỗ đấy thôi. Biết nó nằm cái chỗ nào ở đây. Hy vọng là có cái bảng hướng dẫn để mà đi vào khu đấy. À đúng rồi, có đường rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Bên kia được kìa. Bây giờ tìm đường rẽ vào thôi. Cái khu Tân Đại Nghĩa này thì nó sát với gần như là sát với khu công nghiệp Tân Tạo. Và đất ở trên đường này nó cũng nhiều lắm. Không biết cái đường nào rẻ ở đây ta. Chắc đây này. Ở đây ta. Không phải. Đây rồi, đây rồi. Chắc là đây rồi. Không phải luôn. Đây rồi, đúng rồi. Khu dân cư Tiến Thắng. Đấy, còn cái chung cư trong này, chung cư gì đấy. Ôi dồi ôi. Cái đường vào nhỏ nha. Đường này đủ ô tô chạy thôi, một chiếc ô tô chạy. Chạy còn... đây chung cư gì nhỉ? Đây chung cư gì đây? Chung cư Vision 1 à? Nó đang xây. Khu này nhìn đẹp đấy, thiết kế sang trọng, đẹp. Ồ, ở khu này có chung cư khá đẹp đấy chứ. Mấy cái block thiết kế cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ. Đang trong quá trình hoàn thiện và sơn sửa. Nói chung là cơ bản là nó đã xong được khoảng tầm 90% rồi đấy. Giờ chỉ còn mấy cái hạ tầng sơn sửa thôi. Rồi các kiểu. Vision. Vision là tầm nhìn. Đẹp nhỉ. Khu này chắc là giá nó cũng ở tầm khoảng tầm 1 tỷ căn, hơn 1 tỷ. Cao khoảng tầm hai mấy tầng. Gần sát các khu công nghiệp. Nằm ngay trên đường Trần Đại Nghĩa. Đi ra quốc lộ 1A khá nhanh. Rất là nhanh luôn. Khoảng tầm 1 cây. Đi cao tốc Trung Lương khoảng tầm 3 cây. Đi qua khu nghiệp Tân Tạo thì nó nằm gần một bên đấy. Ồ, khu này nó phù hợp cho rất là nhiều cái đối tượng nha. Đặc biệt là những cái ông nào làm lương khoảng tầm khoảng hai mấy ba chục triệu là khu này phá phê rồi đấy. Đèn điện nó đã bắc lên rồi này. Khu này ở được nhưng mà không gian thì nhìn vẫn chưa được cho lắm. Đây mấy cái nhà phố quanh quanh. Vision 1.
nhìn nó cũng sang chảnh đấy. Ở phía bên bên trong kia thì không biết thế nào ta. Wow, nói chung là cũng sắp hoàn thiện rồi. Màu nhìn cũng chảnh phết đấy. Đây là có nhà mẫu này. Công viên cũng được chứ không đến nổi đâu. Đi chạy ra ngoài này coi khu dân cư ngoài này coi. Khu dân cư ngoài này thì nhìn nó, ui dồi, cái con kênh nó bệnh bẩn quá. Ôi, nó đen đen ngòm mà. Đây có cái chợ này. Khu này nhìn thì cũng đẹp đấy nhưng mà cái khu dân cư ngoài này thì nhìn chán quá. Chung cư thì đẹp nhỉ. Khu này chắc buổi tối là công nhân rất là đông nhá. Tôi nghĩ khu này buổi tối là công nhân về đấy rất đông đấy. Đó thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái chung cư Vision 1 tầm nhìn đấy. Nó là như thế. Để bác nào mà có nhu cầu mà thuê ở đầu tư gì các bác cứ mua nhá. Thì nếu mà các bác đi hết cái đường này là sẽ đi ra đường Mai Bá Hương này. Còn nếu mà sẽ trái thì sẽ đi lên được quốc lộ 1A. Thôi đi lên thôi. Đấy thì tôi giới thiệu như thế thôi nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi đấy. Đây là chuyên mục chung cư của Lango Now. Chỉ chuyên giới thiệu chung cư thôi. Còn nếu mà đi vào bên trong căn hộ luôn ấy, thì sẽ có một cái chuyên mục căn hộ. Các bác nhớ đăng ký kênh để mà xem cái chuyên mục căn hộ sắp tới chúng tôi vào trong đấy quay luôn nhá. Cảm ơn các bác.